và chúc sức khỏe quý vị được mạnh khỏe. Trên bức đường Lâm Sơn mình có diễm phúc đó, được có một mái nhà, một động đá, một chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, gió mát, đồi cao, cảnh rất là tuyệt vời. Còn tu nữa, khó gì mà đi lên trên đây. Bây giờ thưa thầy, dễ lắm á thầy ơi. Dễ là đi du hí du thực, đi chơi, ngắm cảnh này cảnh kia, lợi xá chỗ này vậy, chứ chưa tu được. Thầy muốn trên bước chân du học trò của Đức Thầy và Đức Phật Thầy và dân của Phật phải tiếp tục thành Phật, phải có một tấm kiên cường dũng mãnh lên, đại từ đại bi. Chúng ta đã hết cuộc đời rồi, không còn bao lâu nữa. Mình như mà vô thường, đâu biết mai kia mốt nọ hay là giờ phút nào. Giờ phút nào mình xa được mái gia đình của mình để mình tu tập. Nếu dạ thưa thầy, có ăn chay lâu quá, không có ngày nào hết. Đó là chị mượn cái cầu qua, mượn cái xuồng đi qua bên sông, mượn chiếc xe dưới lên đây thôi. Chứ còn tu là mục đích về đâu? Thành Phật. Phật rất là tối cao, Phật rất là không thể nào tìm về với Phật được. Nhưng mà Phật đưa hết tất cả những cái sự thật để biểu dương, để nhìn rõ mà mình không làm được. Bây giờ mình bắt đầu phải làm được, vì mình quán thấy cái sự vô thường này nó kết thúc quá. Ngày lại ngày qua, bỏ cái thân này sớm, bỏ chiều sáng có được cái gì đâu. Mà ta nói sát sao hồn dậy, bóng với hình, khi bỏ cái chỗ nào, bỏ cách làm sao, bỏ rảnh rang, bỏ có một cái hướng thiện rất là cao cả, có một cái ánh sáng như cái ánh sáng của trí Bát Nhã mình á, cũng như là bao la ánh sáng đó, rất là nhiều. Vì mình quên cái đời đi, mình mới nhớ được đạo. Mà đạo là Phật đó. Sinh tư là người đạo, chưa có một người nào là người đạo hết. Đạo là Phật đó. Phật, đạo, đạo Phật. Mình mượn đạo mình tu để thành Phật. Phật, Phật mượn thân phàm để thành Phật. Chứ Phật không có sanh, không có sanh được cái phàm, mà phàm sanh ra Phật. Có nghĩa là đạo là Phật đó. Trong buổi trưa về ở Thiên Cấm Sơn này, ngồi nghỉ ngủ uổng phí đi cái hơi thở của mình, mà mình không có hướng dẫn mấy ngàn xương thế phủ. Mừng cực quá, nằm nghỉ chút xíu thôi thầy. Phải, nhưng mà còn ngủ là không nên. Vì để thức, đem cái thần lên trên non núi này là tập luyện. Vì bao nhiêu triệu ngàn năm có được một tảng đá như thế này. Họ đã chịu xương tiết, họ đã từ ở dưới đáy biển ở đâu á, mà họ được như thế này rồi đó. Mình phải cầu xin họ cho mình một cái cứng cắn xứng đáng. Dập đầu vậy nè, để mà nhờ họ, nhờ họ, họ nhả ra cái không khí của đá, của sống dai cứng quá, chịu đựng xương tiết, am lại những không khí thiên nhiên nhiều đời đời. Mà chính mình thì chưa có một cái gì. Còn đi núi đi lên rồi về, sáng đi chiều về, ở nhà nghỉ cho nó khỏe, không có cái gì. Và nên con cầu nguyện. Cầu nguyện ai? Dạ con cầu nguyện cho cha mẹ không có được, tu mới cứu được. Tu đắc đạo của quyền mình mới siêu được. Thầy sẽ nói bình tĩnh, tĩnh lặng mà nói chuyện với quý vị một cách không còn như ngày xưa nữa. Mà bây giờ lãnh tập bài của
thế hệ mới mà chính thầy đã quy chuyển mũi tên đúng ngay bài bổn của ngày nay, là không còn cái nghề cũ. Vì ở trong thầy quy chứ không có nói trời định hay là Phật khiến, không có nói đó. Mà chính nếu thầy hành đạo đúng là thầy là Phật, Phật chưa thành. Thì tất cả ở đây cũng là đạo, là Phật, Phật là đạo. Lý vô thường tới sanh lão bệnh tử, thường sinh ra cũng khổ, khi tử cũng khổ. Như bây giờ mình biết tu rồi đó, mình tránh xa luân hồi, có nghĩa là mình đã biết không có khổ. Vì đây sáng chiều ngồi tức tức cái gì đó lạc lạc phụ với bí cô, nhưng thành là triệt để trong tâm thầy phải quán ngay, không lâu rồi mình có ích lợi gì đấy. Tại sao Phật có tất cả và Phật bỏ tất cả, của mình không có gì, mình cũng thu xếp lẹ làng để lên đường để về với Phật. Về với Phật không phải ngó trên cái cảnh trời này, mà chúng ta sẽ làm theo Phật y như Phật dạy mình. Ăn chay niệm Phật, trong ngủ giới cấm, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Cái ngôn ngữ của mình nó không cờ bạc, có nghĩa là năm cái giới cấm đó, để mình triệt thắng những cái ngũ hành này nè. Mà dạng ban ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nó là một con ma, nó biến hóa là thần thông, nó biến hóa nhà cửa, nó biến hóa sắc đẹp, nó biến hóa là cờ bạc, ăn nhậu say sưa, đâm chém láo sượt. Cho nên Phật cho năm ngũ giới cấm đó là năm cái cửa đó mình mở lên thiên đàng, mở xuống địa ngục cũng do nó mình. Cái cửa đó đứng làm hai vậy, mở lên thiên đàng, mở xuống địa ngục đó vậy. Nếu mình nhìn nhận được thì năm ngũ giới cấm đó mình ở tại gia cư sĩ vẫn tu được, vì mình dự trình mình sẽ chuyển hóa thân thể của mình thành Phật, mình sẽ chuyển hóa không còn dính mát với đình được. Nhưng đạo bãi bây giờ rất là dễ đi tu. Bà thì đi rồi, nợ trần đã trả xong rồi đó. Trên bức đường chỉ nương với cửa đạo, đâu có liên tiếp gì nhà. Ở nhà mình tụng giảng Nguyễn Thiên Kinh không bằng mình đã đến nơi núi rừng, hoặc là thầy đã nói một tiếng mình đã nắm chặt trong mây rồi, nhắc nhở mình. Không thầy đỡ mày làm nên, đó là thầy lên ngồi được nè. Bữa nay lên ngồi dưới rồi, có cái chỗ tịnh tâm dưới rồi. Rồi lên đây cũng ngang đều hết. Nhưng mà rồi ngồi bỏ cái gì sao? Biết được một hai lời lẽ, biết được đôi câu lẽ bỏ với trò sao? Rồi với trò biết đường đâu mà để đi đến kết thúc. Như nói về buổi trưa về, quý vị có đất hương cùng hết không? Không. Thì cái đó là cái nhớ của mình đó. Ai cũng có trách nhiệm. Một cây hương thôi đừng có nhiều, gọi là biểu hiện tư tưởng. Dành riêng giờ đó cắm hương vào cục đá, cắm hương vào bằng Phật, chứ Phật không có biểu, đá không có biểu, rừng không biểu, núi không biểu. Bằng thờ cha mẹ mình mà giảng nghe cái tiếng biểu à. Nhưng gọi là con hiếu thảo nhớ mẹ thương cha cầm cây hương, có đúng không ạ? Tu để nhớ, mình nhớ chỉ có một phần vậy thôi. Phật nhớ cả mét, mình nhớ một mét, Phật nhớ 1000 cái số. Mình nhớ trong kiếp này, Phật nhớ vô lượng kiếp. Cái trí của Ngài như thế thì ôi thôi quá tuyệt, quá là. Mà mình cứ niệm Phật nhiều, thật nhiều, có nghĩa là lần riết mòn đưa phe lên, mình niệm Phật này thế nào, nhưng mà không có niệm, đừng lên tiếng niệm, mà mật niệm, mà linh quan niệm, tư tưởng niệm. Linh hồn mình là tư tưởng, cái tâm mình niệm. Dân dẫn niệm thượng phụ Thích Ca Bổn Sư, hé màn thấy con vợ vẫn kéo lại đi, đường xa xôi dịu dời, núi đinh thú dữ quá trời nhiều, ngài đi đâu đây? Ngài đi giữa khung trời, xin Phật trời hộ cho ngài đi trên đường để tu thành đạo quả, cứu độ chúng sanh quá khổ như thế này.
giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đói đau, tất cả sang trọng gì nằm trong cái khổ hết. Chúng ta đang khổ, chúng ta đang ở tù đó. Chờ giờ tù thả ra, tìm đường phóng thích. Chúng ta bị lứa hồng trần đã bủa hết bao, không đường nào đi, không ngã nào tới hết rằng. Nhưng mình có cách hết. Không phải hôm nay Thầy bắt buộc tất cả quý vị phải trở về nhà, nhưng trở về mà không trở về. Còn ở đó mà không ở đó. Tập cho nó quen. Đi bộ cũng quen, ngồi hơi lâu lâu cũng quen. Thì trước nhất Thầy đang mở khóa học từ nay mấy tháng mà. Ít nói, Phúc làm chuyện gì mà không vô lý, không có lý. Mà lý đó là lý gì? Lý đời, còn cái lý đạo khác nữa. Chúng ta phải trầm tĩnh, yên lặng, thức tỉnh để chính mình cứu mình, không phải cứu mình hết. Không kịp thời đâu. Phải chi trong gia đình mình không có ai đi, sắp đó có người đi như vậy. Thì khi mình còn như thế này là mình còn lục căn lục trần đầy đủ đó, mình thu thập được lời nói của các bậc tiền nhân hay là một người bạn hay là một vị minh sư đại đức vân vân cũng được, tốt đẹp thu thập vào, ta nhắc mình đó, ta thúc đẩy mình đi đó, ta đi trước dẫn mình đi sau, mình đi con đường rất là bình minh giản tiện, thu hồi hết đi, không có gì đó. Ai cũng còn, nhưng còn rất nhẹ. Gót chân ai cũng dơ, nhiều dơ rất là ít. Mình chà rửa hằng ngày theo dõi, vẫn còn lắm gì khác bụi. Đó như vậy, Thầy muốn nhắc tất cả quý trò phải cố gắng lên. Phải siêng năng lên, phải vận chuyển cái thân thể này lên. Từ xương cốt hình thể này chúng ta đã dây mượn khác bụi. Chúng ta đắp cái gốc cây trồng lên cây đạo, có nghĩa là tâm mình là gốc, óc mình là ngọn. Rồi nó sẽ trổ ra hoa lá thơm, tươi biết bao nhiêu không. Hiền ở đâu cũng ai mến hết đó. Tươi không đau khổ. Không dục vọng mong nhớ, có gì là mong nhớ. Ở chỗ này tính chỗ này, ở đây tính đây, bữa nay tính bữa nay. Không nên tính ngàn qua, không nghĩ ngàn kia, không nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xưa, nghĩ ngược gì hết. Phật nói vô thường trụ, chúng ta muốn trụ ra nào trụ. Ở đâu cũng được, trụ cũng được, rồi đi. Rồi chỗ khác, chỗ nọ, như vậy. Mới không đam mê. Còn mình biết cái nhạc của mình là mình đam mê mãi mãi. Rồi mình có quán tới, mình đã chết chưa? Mình nằm xuống rồi, cát bụi ôi lấp hết. Rồi xong hết. Để của, để cải, để này, để cho con. Nó còn cấu xé, để dao đó, để búa đó, để rắn độc không đó, chứ không phải để thiền của đâu. Mà cũng phải có an ủi và đưa con nó đời có một chút. Mà đạo là một nguồn tin rất mạnh mẽ, đức phước cho nó. Lớn lên rồi nói con tự tạo phước nha. Cha mẹ đưa con qua cái nhịp cầu này tới đây là hết rồi đó. Để cha mẹ đi tu chứ. Tìm chỗ nào cha mẹ ẩn dạng để rội ra thấy tội lỗi mà nuôi con kêu chích từ khi cha mẹ chào đời tới bây giờ. Sức hút của phàm, sức hút gia đình, sức hút bạn bè, chồng vợ, anh em, những thói quen của mình nó đã tràn đầy trên, cũng như trên mặt biển. Chúng ta phải có cách để lấy lợi cho mình một cách tự do, một cách thông thả, một cách quyền diệu, một cách rất là bí quyết của chính mình. Không nói nhiều nữa, không bằng tính việc gì nữa. Tỉnh táo lại, đừng tam sao mất bộ, nghe một nói tầm bậy hai ba, phải định tâm lại. Giới định huệ, chúng ta không có giới thì chúng ta giới định, giới ăn chay nè, giới luật có nè, giới bà con nè, nợ ai cũng thương mến, giới gia đình mình làm tròn thì mình còn cái định. Định một hướng một về Phật, định tâm, định tánh lại. Định một hướng nào về ở ngã ba nào, ngã tư nào, một hướng đó thôi. Mình sẽ quyết định, mình khẳng định
mình chủ định lấy mình, không siêu ngã, chứ bằng không thì nắm bắt không khỏi. Bây giờ tà ma ngoại đạo nó giỏi không biết mấy trăm ngàn lần nào, thần thông của nó hơn Phật, nhưng cái sự duy trì mà chịu đựng nó không chịu đựng nổi với Phật đâu. Vì Phật chịu đựng trên sự đau khổ mà giảng dài đại đau khổ, đại thiền định, đại thừa pháp, nhưng mà vô ngã xong rồi thôi, không có gì hết. Chúng ta rộng không ở đây thôi, vũ trụ này cũng có gì, đừng ngước mặt lên. Con sinh trên đó, Thượng Đế ngồi trên đó, Phật ở đó, chính Phật là quý vị. Mười phương phương nào cũng có Phật hết. Niết bàn tại thế, trong sạch, tốt đẹp, cương quyết, thẳng thắn, tu đạo thành trọn vẹn, niết bàn ở đây không xa. Bồng lai tiên cảnh ở đây, lúc nào mình cũng rảnh rang hết á, có cực khổ gì cũng dành riêng cho mình rảnh rang, đừng có bó. Chính mình phiền trói trong này mà không có cách mở ra, giận nè, thương không đồng, thù là cái hố rồi đó. Ganh ghét là mình bị kẹt vô trong cái cảnh, cái hang hùm nẻo tận đó. Cái nhà mà bị kẹt trong cái nhà đó mở cửa ra, không nên. Ráng tập cho nó quen. Chiến trường binh biến phải tập, 3 tháng quân trường ra để mà xung phong, mình phải tập. Thiền định ngồi niệm Phật tập, không phải Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà, không có niệm mà niệm 6 chữ dân nằm lòng. Sợi dây xích mở cửa, nói A Di Đà Cực Lạc Tây Phương, nó chính mình mở, không ai mở hết à. Phật cũng không có gì mà mở, mà không có mở cho mình đâu. Phật chỉ rõ ràng khi Phật ra thành đó, thì mình thấy vậy mình phải làm bằng cách nào? Từ bi thương yêu hết, không luận đây là nghèo, rồi ở đây là giàu đó, rồi ở đây là điên, đây là khôn, không có khôn mà cũng không có điên. Tại người ta mất mát, ta thiếu hụt trong kiếp đời người ta tu như sao, bây giờ soạn thảo lại cái tần số phải làm vậy, rồi người ta chấp nhận chịu đựng sang qua cách khác, người ta sẽ không còn điên nữa, không còn khùng nữa, mà khôn hơn mình nữa. Cái khôn nó đổi lại là cái ngu, mà ngu bây giờ đổi lại là cái khôn tột đỉnh. Cái hư rồi mình sẽ đổi lại là bằng cái nên, nếu mình quyết tâm, mình định, mình suy về Phật, mình sẽ làm y như Phật, mình sẽ làm một việc rộng lớn, là Bồ Tát tại thế rồi. Thầy đã nói nhiều, thì chúng con tự thấy mình mà sửa đổi qua những cái tình huống nào mình cũng vẫn chấp nhận chịu đựng được hết. Ráng mềm môi, sự bệnh đau cũng vậy, nhức nhối hay là bất cứ một cái gì cũng không rên la. Đó, thì bây giờ cái gương của một vị đi rồi đó, không la, không rên, không nói, không gì hết. Đến khi mòn mỏi rồi phải đi thôi. Đó. Thì bây giờ mình cũng vậy, một ngày nó sẽ cướp mất mình biết nhau bao nhiêu không? Cái lo nó cướp rồi đó, cái sợ nó cướp rồi. Trong cái nhà bản thân của chúng ta là một cái vũ trụ, là một bảo tàng quý báu, ngọc ngà cho báu, nó chi phối ra hết. Một cái bì lê cũng mất mát, một cái ngạo mạn cũng mất mát, một cái nghĩ quấy nghi ngờ cũng mất mát, một cái tham cũng mất mát. Muốn lận muốn lường, không săn bằng mà để chia phe rẽ phái đều mất mát hơn. Có cái gì đâu, hãy thích thì là gần, không thích thì cách xa. Cái đó phải cần tập. Không có ai mà mình không thích, mà không ai mình không thương, thương yêu nhau cùng chung, thì đằng đó là Phật đó. Chúng ta đi chùa lăng đờn, đi khắp mọi nơi, đầu cúi lại rớt rớt, tụng kinh nghe gian gian hết, để lấn nước qua tiếng kinh lời kể, nhưng rồi vô cùng là trả lại cho tất cả, không có gì mà theo hết. Không được. Ngay bây giờ rốt ráo trong một cuộc sống mới, cuộc đời mới, thế hệ và xã hội mới tới đó, của thần tiên tại thế, chúng ta gieo mưa trả chiều, mùa tuyết nó đã có sẵn,
đất, nước, ruộng để giống lên chờ mầm thôi. Nhân là cái mầm đó, cái mầm đó. Người là cái quả đó, cái hạt, cái hột lúa đó. Đó như thế. Thì vì chúng con có nghe nhiều rồi, nhưng kết thúc bây giờ nó không phải như ngày xưa nữa, mà rốt ráo, nói đúng, nói ngay, để tiếp tục đưa tất cả các vị hà hề ca, nói giảng, nói luận qua, im tay rồi mình nói giỏi, nói thơ, nói phú không bằng tu đâu. Chính thầy cũng phải tu nữa. Thầy bây giờ phải tu chơi nhiều, thiệt nhiều. Bằng muôn cách nào thầy cũng phải an tịnh, thức tịnh và tu hành sớm gấp để thì chuyển bánh xe này đó qua được, để giúp rồi giúp tất cả quý vị ba gia ba tánh. Vì thầy là một người để bằng mướn thì phải cho giỏi lên nữa ta mới kêu mới hồng ấy được lợi ích cho chủ. Thì đằng na thi chủ, đằng na thi chúng. Hôm nay thầy ngồi ở tại linh điện của Cấm Sơn này, thầy không bao giờ có một đôi lời nào dối quý vị đâu. Nhờ xương thuyết, nhờ chỗ này, nhờ tất cả các vị ở đây gồm lại để thấy được cái chỗ này rất là sạch sẽ, người rất là tốt đẹp đến ở đây để có một chút công quả, có chút công phu cho quên hết tất cả những cái gì của mình, quên thù, quên hận. Quên một cái mà mình đang bị người ta ép mình vào, không có cái gì hết. Mình ra cho khỏi, cầu cho họ đi đến khích gần. Họ ép mình cho chảy thành dầu đó. Tốt. Họ có giết mình, đưa mình thoát kiếp. Ráng chịu đựng, nói dễ lắm. Đi đoàn đông đầy gặp nhau, nói toàn là của Phật không, nhưng mà đâu có giống Phật gì đâu. Mình là một hạt giống của Phật, phải đầy từ đại bi, phải trầm lặng, tĩnh lặng để hy sinh, để tìm lối thoát. Không có nói gì. Lên trên đỉnh núi này rồi, điện thoại cúp hết, tắt nguồn, có nghe lời điện thoại là cái miệng của mình tắt nguồn, để tâm thanh tịnh có một phút giây, để sinh đá, sinh cảnh rừng này, ai muốn sinh mình sinh. Ai không thành mình thành, ai không ngao ngán đường thế gian mình ngao ngán, ai còn chiều mến quá ta dầu bỏ ra đi. Trong một cuộc thi đấu này cũng có nhiều vị Phật mới sắp thành đó quý vị, trong thế giới. Muốn tìm Phật tìm ở ta, muốn thấy Phật thấy ở ta. Muốn tìm lại tình thương ta trước đi, đừng có bỏ rơi nữa. Lấy lại hết tất cả cái gì mất mát, ổn định lại hết đi. Kinh Sám Giảng cũng vậy, không liên bang nữa, ai cũng biết hết rồi. Đem về họ dục, họ bỏ hết. Tất cả vị thần và thầy đê theo dõi tâm linh đó. Thì kỳ này mà thầy sang Úc Châu thì thầy sẽ còn một ít nữa rồi xin nghỉ, thầy sẽ tọa thuyền. Tất cả các con cũng phải ngồi thuyền để lo tu. Đi, đứng, nằm, ngồi, bất luận, lúc nào cũng đừng quên mình là đừng quên Phật. Thấy mình là thấy Phật, thấy tánh mình, thấy tánh Phật. Sáng suốt, tinh di rọi biết hết là Như Lai, có nghĩa là kiến tánh thấy Như Lai. Chúng ta phải học Phật, không mê tín, không bị dụ, không mê hoặc, không nghe ai hết. Về mình phải nghe mình, mà mình cũng thương như đồng bằng, cũng như Phật thương chúng sanh vậy. Nhưng có cách riêng, riêng là cái người tu đó có cái sức hút của người tu và người đạo. Chúng ta gần nhau nè, thấy cái người đời như kia giờ bôn chôn mua bán, soạn đủ thứ, rồi bài ra cái này, lập mâu thuẫn cái kia, tràn đầy đại hải sự dở dội, vô trang, giỏi quá. Nhưng mà đâu có ai bày ra những cái trừ triệt cái xấu, đâu có ai bày ra phải trung, phải hiếu,
phải chung thủy với tất cả đất nước, xã hội của mình. Đem mắng chửi, hãy vừa lòng thì cười vui lên tôn, mà không vừa lòng thì chửi mắng. Ông trời ở còn chưa vừa lòng, bầu trời kìa, bao la kìa, còn không vừa lòng, muốn hồn gì tất cả. Chúng con phải đang cố gắng hiểu lại mình, biết mình, sáng để thấy mình. Thấy mình là thấy Phật rồi. Về kỳ này phải tập cho dễ, cho quý, cho sạch, cho trong. Đó là không phụ lời của sư phụ của mình. Còn bà ngược lại không mang tội lắm. Nói về dễ hiểu về đời đi, nói vui với quý vị đi chút xíu. Mình đi xem hát nha, chen vô mua vé nha, rồi vô ngồi nha, rồi coi nó nói ba cái gì đó mình thích đó. Phải tốn tiền, phải tốn công đi, thấy không? Đời đó nó nói đâu có cái gì đâu. Còn công phu nhất là tiền bối của mình, nói bao nhiêu đời kiếp. Ngay bây giờ cũng còn vẫn nói dạng đêm khuya thức dậy, nâu sòng áo dải để bày ra những lời lẽ để tức khắc mình tu, nâng đúc tinh thần chỉ giáo cho mình. Thì mình lấy gì trả ơn? Mình đi xem hát đó mình trả tiền rồi. Còn thầy mình lấy gì trả ơn? Mình tu trả ơn. Cha mẹ mình nuôi mình ra, sinh trưởng mình ra. Ngày hôm nay cha mẹ mình già rồi mà mình không biết tu tâm dưỡng tánh, tu để có hiếu, tu để thương mẹ, tu để mến cha, tu để biết cội nguồn, tu để rèn luyện, để thành Phật, để tập như Phật vậy. Lúc nào đôi chân Phật cũng đi khích liền, lúc nào Phật đi Phật cũng rải cái tình thương, lúc nào Phật đi cũng gieo sâu bác ấy rất là rộng, lúc nào Phật cũng đắp cái bờ giác cho chúng con bước qua cái bờ. Bên đây là biển trần gian, bên đây là bờ giác. Thì mình phải cố gắng. Trong buổi trưa về thầy đâu có nghĩ thương chúng con tất cả để đánh thức dậy. Giờ thứ thầy con mớ bằng cực quá, phải cho cực nhưng không có khổ, cực mà vui sướng vô cùng ở tại bồng lai tiên cảnh, ở nơi núi non, ở nơi chỗ vắng lặng, thấy không? Như cảnh tiên, người ta một đòn đi ngoài ta có được vô trong chỗ này không? Thấy chút xíu đó là mình cũng được hưởng. Mình hưởng không có ai đông nè. Gió qua cái đường không khí rất là hứng hết trơn. Đêm lặng lỗ tai không nghe rồng rang nè. Hưởng thấy không? Sạch sẽ nè, ngủ nghỉ không hôi. Như vậy là mình đã lánh trượt tìm thanh chứ. Vì về nhà mình cũng vậy, mình phải có một cách tạo điều kiện để tu hành cho không cho thâm nhập nữa. Con cháu bất cứ nó mang rác rơm, nó mang cái trượt, nó mang cái xấu, nó mang cái vậy, tại sao mình lại ở chung với nó để làm gì? Thầy nói nếu cái gì tách rời được rồi thầy mừng, mà không tách rời phải tách rời sớm. Ở làm gì? Phải chi ở với tất cả các vị này thì ở tiên không đó, Phật không đó. Dạ thưa thầy, sao thầy nói đừng phân biệt? Phân biệt chứ. Phật thì thương độ tận chúng sanh, nhưng mà cái tình thương mà của Phật ban cho chúng ta thì chúng ta phải tu, phải giống Phật, phải nòi của Phật, giống Phật, máu của Phật, chứ không có đai máu nào được hết. Nó làm gì xấu trước mắt mình, tại sao mình lại ở đó? Nói được đi chỗ khác. Thôi được rồi, dạ từ con an vui nha. Rồi nhà cửa cho hết đi bỏ, có cái gì đâu mà mình không cho mất mình nó lấy không, không có lời hứa. Đó, mình phải cho nó đi, không có gì để mình bỏ mình đi về. Nó còn nói đặt đó, sống đi đây là giành giật để chia này cái nọ, không cho. Thôi dễ dàng đi, để mình đi tu. Mình tìm chỗ hẻo lánh, mình tìm có bạn anh em nương tựa với nhau sống, phải không? Đó, mấy nhà thánh đức đâu có gì đâu. Cho nên cái sự mà quý vị bị sức hút quá ghê sợ, sức hút và cái kích thích nó làm quý vị có thể là rất là giỏi,
cái cây mà xịt đó là còn khi không mà trong nách cây mọc trái ra, có bông ra, thì quý vị thấy là địa tiên nó tài chứ. Còn mình thiên tiên còn tài hơn nữa. Mình bí ẩn bên trong, lắng mình bẻ tắt qua để đi tu cho thành Phật một cách rất là siêu đẳng. À, cực lạc, cái này mình không có đi. Còn đi du hí, uổng tiền, đi chơi dòm rồi thôi. Biết cái cảnh đó rồi không đi nữa. Mình đã thu hình rồi không đi nữa. Mình phải tạm dừng ở đâu để lo thu hình. Cũng nghĩa là Phật đã đi, bỏ hết tất cả mà không ai khám phá ra gặp ở đâu hết. Chừng nào Ngài đắc đạo, Ngài thành Phật, Ngài mới đứng dậy. Còn bằng không, không đứng dậy. Thế không? Một cái nghị định, quyết định của Ngài, thiền định của Ngài, nhập định luôn đó, không không sai. Phải cố gắng, phải cố gắng. Cũng như từ Úc Châu mà bay vậy đây. Thì có một ngày nào từ Úc Châu phải bỏ về đây nửa năm trời để thanh tịnh, để tu hành về nguồn cội của mình, phải về đây. Mà bây giờ không về đây, ở Úc Châu cũng phải đóng cửa lại, cũng phải ngồi đó để tu. Dù Úc Châu cũng trong bầu trời của Phật, mười phương của trời đất, ở đâu cũng được hết, trong thế giới sẽ có thành Phật nhiều lắm. Ngày trước đó cối xay bột, cối xay lúa nó khác, còn bây giờ để vô máy đó, giác để vô. Mà bây giờ không có giác nữa, để vào lúa đây chạy vô máy, rồi có chỗ ra gạo luôn. Thấy không? Thấy thấy có thể là thay cũ đồ mới. Còn hồi xưa tu khét cực khổ này cái nọ, còn bây giờ chỉ là tức khắc thay đổi tâm tánh, tốt và xấu còn mất như sao. Phải cúp điện này, mở điện trong liền cấp kỳ, không sao hết. Cả hai cái thế giới bên ngoài và bên trong, đời và đạo. Xong buổi trưa thầy nhắc cất giọng lên mãi thì cũng được, nhưng mà thầy dạy con lúc nào cũng quý, chỉ cho con dùng trí để soi. Mình người tu phải cho hẳn hồi, tu cho được người coi chúng ngó. Dù vàng bạc lầu cao của bó, đổi không bằng người tỏ ngộ tu. Phật thành rồi dài dạng công phu, mình phải ráng rừng thu ngói gót. Bỏ tất cả đi, phàm đời là cáo mọt mà dai mượn chi, thêm đau xót cả lòng. Diệt hồng trần phủi sạch cho xong, theo thầy tổ rừng tòng trở lại. Luyện tâm tánh tu đâu nguy hại, bám vào phàm nay lại may lo. Sớm thì nghèo, tối lại giàu to, mai phải chịu sư cò chết mất. Có gì đâu, con nên tỉnh giấc, phải nghe thầy để siêu bậc phàm đời, trở về nón thanh tịnh con ơi. Đừng rảo bước cái đời chi nữa. Thầy biết chứ, thầy xuống trong ơn cuối này đấy chọn lựa. Thầy đâu có đi xin hỏi mỗi trò trong một bữa cơm ăn. Khuya thời thì ngồi lại dưới trăng rừng, chiều thề hứng gió rồi tiết sân băng vui rồi. Tịnh đi con nơi đồi thiên cấm, thầy đã đi đó đâu có mua sắm món gì. Lưỡng đảo trời để thắp đốt từ bi, xôi từng bước chúng con đi về Phật tình. Phạm sắp tới con nên nhã nhịn, nếu giữ hung rồi bị dính hết gặp phong ba. Chưa buồn thầy nói lời ra, nếu con của Phật, Phật mà độ cho. Về đi của cái tiền khó, xôi tay nhắm mắt lên thì đò được đâu.
hãy sanh phải diệt, hãy khổ phải sầu. Nằm trong ràng buộc con đâu có tường. Thương thầy tổ, thầy phô trương nhắc đạo chốn rừng trưa. Am thảo vô cùng. Thầy không có trách người đối quá lạ lãnh lùng, mà thầy chỉ trách thầy chưa được ung dung tự tài. Vì chúng còn gần gũi còn chưng ngô lại bái, thầy mình phải khổ đưa đò qua bể ái sông mây. Con ơi rừng nó mau về, đây là bên Phật Sơn Khê nghe trò. Lo dịp thế đó, chuẩn bị so năm tháng, nửa hơn nửa đời người rồi, chúng con có chán lệ hay không? Nay mấy vũ bụi chân hồng, đâu còn gì nữa mà trống hăng dơ. Thầy biết chứ, chúng con đi đứng đã tôn thờ trời Phật, nhưng thầy muốn làm sao siêu bậc mới màu tịnh giác thuyền ngộ đạo canh thâu theo Phật Pháp về hầu nơi tình nghi. Đời nguy hiểm đạo kia thầy chỉ hay con nghề đường cứ kéo quá rì đua chen. Mau về con ráng trôi rèn, huệ mình chi sáng trạch phèn hải hùng. Bước ra đường chút xíu chúng con có kìa hỏi chập chùng. Vui gì mà ở đó để chết chung hở tròn. Thà ta sao lại lớn đò, về tiếng về Phật chuyện trò rồng mây. Chết một cách ai cũng bỏ thấy, nhưng mình đem tay của giờ đây Phật tiên của thì ta ráng làm hiền. Ta tu đắc đạo thành tiên cũng nhường, con phải cố gắng dương lên đi đừng dài. Bước đường trần nguy hại hiểm nguy, trước làm sao lại nghĩ suy chỉ thầy xuất hiện từ bi nghe trò. Đi giáp dòng đi, nam tây bắc lại quanh co, đông về có lão đưa đò mà thôi. Tại chúng không hiểu đó, chúng kỳ khôi khó dạy. Chứ chỉ một tông, một phái, một người, một trời, một đất chớ dễ ngươi. Thầy buồn lắm nhưng vẫn vui cười trong vàng. Ai ở chung ở đây cũng là thiên, là hạ, là con của trời mà là quá giá thật cao. Tại mình chung xuống biển ao hạ tình quá cấp, làm sao mình được cao hỏi tròn. Không gì hết, đừng dạy đừng có lo, tìm đường tu tình thầy cho lời này. Ráng cố gắng nơi bùn lầy lên cho khéo, chà ra nhiều đi con, ác kẻo còn dơ. Biết tâm con chính đáng tôn thờ, những con chưa tu được chưa lên nì bờ làm sao phải lên được. Vì mình còn ở dưới ao, phải tìm đủ cách mau mau thoát miền, để ta thành Phật thành tiên, không còn bị đỏ nơi miền trần nhớ. Buồn ai thầy nói bây giờ, buồn ai thầy cho phú thi thơ lan tràn. Rải khắp cả trần gian không biết không thấy, thì rải giống bồ đề giữa chúng con cái ruộng sâu. Ruộng không lo để cho trâu bò kia dẫm nát, rồi trâu ăn rồi. Rải giống tốt con phải ôi coi sóc, tu quyết thành phải cực nhọc nha con. Để cho công quả mình tròn, để trong ngày tháng khỏi mòn hồn linh. Khỏi, khỏi gõ mõ,
khỏi tụng kinh. Tâm mình yên tĩnh bình minh nhẹ nhàng. Mình múa rìu qua mắt thở sâu, mình tụng trước bằng Phật nè, dây dọc dây ngang. Được kinh Nhật tụng một chút mà được bình an trong lòng. Chớ ngày đâu chờ đợi, ngày trong đúng giờ, đúng khắc để hồng la giang. Tịnh tâm đi con, vì nước sắp đạt tràn, màn trời sắp tắt lăn, thì để dọc ngang làm gì? Ngồi đâu tịnh niệm mau đi, để ngày chiếu rồi từ bi thất lòng. Con sáng suốt là huệ trong mình sáng, mình làm người không ai cản được mình. Quyết chí thành con phải đạt được tâm linh. Lòng chí nguyện thì Phật mình thành Phật. Đêm thanh tịnh thầy nằm không ăn giấc, quyết dạy trò về để siêu bậc phàm phu. Nhắc con từng bữa công phu, từng lời từng lẽ để đừng quên tu. Thầy mừng thôi, cố gắng ở rừng thiên cấm, chân của con đã dẫm hết núi đồi rồi. Ngay bây giờ phải tịnh niệm con ơi, dừng bước lại nơi liên đồi đại Phật tình. Con cố gắng tắm đi bùng đừng có dính, suy nghĩ cho cạn lòng rồi mình nhã nhịn cho quen. Đằng trong ta đốt được đèn, ở ngoài khích lại chốt then mình gài. Đừng để ngoài bám vô nữa con, không may để mình rửa sạch về cõi bông lại ghé tròn. Hôm nay buổi trưa về thì nhắc rất là tận. Hôm nay thầy đã nói lời nói nào là phải chí lý, phải có ý vậy, không sai đâu. Chúng ta phải kiên quyết, dù đau khổ bệnh hoạn, dù có một thảm trạng nào cũng phải ôm tâm mà chịu đựng, hy sinh. Nơi biên thùy biên giới nước Việt Nam của chúng ta vừa rồi, giặc giả phủ đầu, khói bay súng nổ, nhưng các ông, các anh, các con, các người ở bên biên ấy có sợ hoảng hay không? Họ đã hy sinh tinh thần, họ sẽ hy sinh tánh mạng, đã họ giành giật lại quê hương. Mình hy sinh giành giật lại bản thân tốt đẹp của mình, nền tảng của Phật, để noi dấu người xưa. Mình hy sinh ăn uống đẹp, giàu có, bất cứ mình phải hy sinh dẹp bỏ cái đó qua bên đó đi. Thà đối lạnh cơ hàng chứ không đầu phục. Người ngang hay ác thảm. Như vậy thì chúng ta là một tu sĩ và cư sĩ cũng đồng như nhau hết. Tu sĩ thì ly gia cắt ái, còn ở nhà cư sĩ vẫn vợ con. Nhưng chúng ta xa vắng là vắng cái tâm linh của mình. Đừng nên lo lắng mọi điều gì, mà đừng nên gây hấn, đừng nên ích kỷ, đừng nên trao đổi họ qua tiếng phàm lãnh lót nữa. Chúng ta phải đánh rơi cái đó. Đây là lập cái mới, cái tốt, cái bình an. Cái mà của Phật cho mình là bình luận là cái phàm tí dày đặc ta không cần dẹp qua một bên, để khi đường về Phật được bình an tự tại. Sau này mình còn đắm đuối rồi, một mai mình không còn nói được, mình không đi được, ai khiêng mình đi đây? Giờ mình còn sống, bộ máy mình xe còn chạy, mình vận động, chuyển qua rồ máy, phương hướng mình chuyển biết mình chạy đâu rồi, về đâu. Còn khi mình cái xe nó đã rã ra rồi, rồi nó sẽ bị ban, rồi nó sẽ bị đại tu rồi, thì làm sao cái xe đó chuyển đi được đấy? Dù tài xế có giỏi cũng chờ đợi chứ không có bao giờ. Đó, cái linh hồn nè, hay là cái tâm nè, thấy không? Vậy thì tất cả chúng con có buồn không? Hay là chấp nhận lời của thầy để về học đạo? Về suy nghĩ kỹ đi, cố gắng lên. Đâu có gì mà mình bất không được, đâu có gì mình phải tu. Một ngày tu là bao nhiêu ngày rỗi rảnh? Một tháng tu được hưởng biết bao nhiêu chưa? Một năm tu hưởng biết bao nhiêu năm?
Một đời này tu hưởng bao nhiêu đời biết không? Còn cái gì mình hưởng thực rồi bỏ, chất chứa chưa nhiều mang cho nặng, rồi hoại, rồi đau, rồi ốm, rồi bệnh, rồi hoạn, rồi la làng lên, rồi trách bớ, rồi thù hận, chỉ mình đem mình chôn như vực thẳm sâu sâu mà mình không me. Mình tưởng là mình tốt lắm sao? Đi món, mua món ngon cao hơn người ta ăn cho thiệt là ngon tốt lắm sao? Còn nhiều món mà của thiên nhiên trời tái tạo của Phật mình có ăn được chưa? Mình ăn cái món đó mới là tuyệt đó. Thì mình sẽ thành Phật được ăn cái món của Phật, thành tiên ăn món của tiên. Nó rõ ràng như vậy đó, thành phàm ăn món của phàm. Chứ đâu, nào có ăn được. Bây giờ mình nghiêng qua không ăn của phàm nữa, ăn của tiên. Từ từ sinh ăn, ăn mày riết mình về thành Phật thánh thần tiên đâu còn ăn mày nữa đâu à. Thôi, thầy xin chúc lành quý vị, thầy xin tạm nghỉ nhé. Chúc sức khỏe chúng con. Tự lấy trí mà ra để làm mọi cách gì cũng phải cố gắng nha. Nam Mô Di Đà Phật.